Đấy, treo bức tranh vào cái nhìn tuyệt vời luôn. Dày 12 phân quý vị ạ. Cái này mấy lần chú bảo chụp ảnh quay nhưng nó to cũng lười trả về được. Để ngửa nhìn nó nặng khiếp. Đấy, vừa lấy phải gần 10 người mới cho lên đây được. Xe lưng thì không vào nhà được. Có cái quả xe chế này không giải quyết gì. Yếu thì nó không phải yếu mà nó bị đối trọng thì mình đứng lên thôi. Nó mà có cái đối trọng thì mình lại không bê đi được, lại không mang vào nhà được. Thường thường nhìn cái xe lưng nó bao giờ nó có một cái cục đối trọng nó nằm ngay đít xe. Phu thê viên mãn quý vị nhá. Đục sâu 10 phân, cực kỳ cân bằng. Bảo nước nước. Không có đây là nước sâu. Đồng cốc. Đây là đúng cốc. Cái gáo rồi là cái ba. Thôi cháu về xa lắm. Con công đẹp, quá đẹp, đẹp. Đẹp luôn. Con nào cũng đẹp, con chim, hai con chim này nhìn cũng mê này. Quan trọng nhất là hai con công này. Mà nhà cô ấy, ông mà năm tới con cô thằng này mà ông quái đấy, ông xuống đây mà ông mê ông làm mày của mày mấy cái. Đấy. Rồi ông cõi là ba bức, là ba bức. Chính ông xuống đây ông làm nhà ông. Ông làm ba bức con này. Cũng hơn 200. Mức ông nhỏ nhỏ thôi mà không có nhỏ nhỏ hơn. Phải không nhỉ? Lâu rồi cháu không nhớ lắm. Nhưng mà mức nhỏ nhỏ, mức này. Nhỏ mà mỏng, mức này của chú nó dày. Mức này đẹp à. Nhìn cái mức này là xấu hơn mức này. Mức này nó dày hơn nhiều. Mà nó to hơn nữa, mình nhìn nó rõ hơn. Nhìn nó khác hẳn. Đây hôm trước chú cô chú về tận nhà đúng không? Hôm ấy cô cũng về còn gì, cô không, nhớ không? Chưa thế về, thì chưa về lần nào. Thế thì chú đi với bà nào rồi? Không phải nhỉ. À hôm ấy cháu quay video à, cháu tưởng hôm ấy cô chú về tận nơi xem hay sao chứ nhỉ? Không, chưa về đâu. Chưa đặt qua mạng. Cô qua mạng chứ. Thế thì bước khác. Thế thì bước khác cũng có một cô chú về xem tận nơi cái bước này của cháu mà. À, có thế cháu thế bán thế nhiều bước giống như này. Cháu nhớ có một lần cũng hai ông bà về tận nơi xem cái bức cầm kỳ thi họa này. Cầm kỳ thi họa đấy. Vâng, cái này gọi là cầm kỳ thi họa. Vâng. Chính cái nhà mình ra đặt tận nơi thì lúc cũng sẽ cũng không phải xuống tận nơi. Nhà mình dễ tận trăm triệu lên nơi này cũng không phụ xuống nhé. Đúng rồi, là cái qua tin tưởng nhau là chính. Thì đấy, mua của cháu rồi thì dùng bao nhiêu năm đây nó vẫn đẹp đây thì làm nó phải chuẩn chứ. Kể cả từ bước ban đầu thế thôi. Vâng. Làm bây giờ gần trăm triệu. Bao nhiêu tiền bọn cháu làm sao làm vớ vẩn được? Nó hỏng đi cháu sửa làm sao được. Bê lên đấy chú bảo vất vả. Cá buổi chiều mấy anh em thợ quần quật lắp lên được. Đâu phải đơn giản đâu. Nâng lên được cái chỗ này cũng phải hơn gần chục người. Xe cộ ba đang nhằng vất đi không cần thù. Vất phải sức người. Bước bé này cũng 7 người cả. Hôm ấy thì cháu không lên, hôm ấy thì anh em thợ nó lên. Tấm này bé nhưng mà nó đục đi ít. Nó đục đi ít mà. Đúng rồi, nhiều gỗ nó vẫn còn nhiều. Cái này là tấm này là dày 8 phân. Rồi nó đục đi ít. Tấm này dày 12 phân. Rồi quý vị nhu cầu liên hệ với chúng tôi số điện thoại 0975 940 966. Quá tuyệt vời quý vị.